Vâng, với nhu cầu của bà con cô bác là muốn mua một mẫu xe 7 chỗ, 8 chỗ và giá chưa đến 200. Thì hôm nay thì em giới thiệu cho bà con cô bác cho bạn xem một mẫu xe Toyota Innova đời 2008 nhé bà con cô bác nhé. Giá chưa đến 200 triệu đồng. Đó. Bà con cô bác nếu mình quan tâm đến mẫu xe này vui lòng liên hệ trực tiếp với Thiên Đường Ô Tô Cũ qua số điện thoại là 0394 652 688 nhé. Để được sở hữu ngay cái mẫu xe Innova 8 chỗ mà giá rẻ này. Đấy, biển Hà Nội luôn. Nếu bà con khu vực Hà Nội, Sài Gòn mua mẫu xe này chúng ta đỡ được 20 triệu tiền biển nhé. Biển kiểm soát 30A03003. Đấy. Với giá tiền là 198 triệu đồng cho mẫu xe Toyota Innova đời 2008 này. Bà con cô bác nhà mình quan tâm thì alo ngay cho em. Đấy. Số điện thoại cũng như số Zalo của em là 0394652688. Với phần tổng thành sơn si của xe thì là một chiếc xe đẹp hoàn toàn sẵn đi. Đấy. Xe thì được lên full đồ rồi, như trang bị la đăng đúc này. Đấy, hệ thống điều hòa ba dàn đầy đủ rồi, màn hình rồi bà con cô bác nhé. Nó là một chiếc xe bản di, vâng ạ, nó là một chiếc xe bản di đã lên full đồ. Sơn si sạch đẹp, sáng bóng. Đấy. Với cái dòng xe Innova này thì bà con cô bác cũng đã biết rồi là một cái mẫu xe khá là lành đúng không? Rất là lành và bền. Đấy. Bản di thì nói chung là nó là một chiếc xe thì trước kia nó có qua dịch vụ taxi rồi bà con nhé. Đấy, bản di phần đa là chạy dịch vụ. Đấy, phần đa chạy dịch vụ. Sơn si sạch đẹp rồi, sơn được sơn quay cả xe. Đây ạ, về phần nội thất của xe thì em sẽ quay cho bà con cô bác cho bạn xem cái phần nội thất ạ. Nội thất của nó thì nói chung là qua thời gian sử dụng thì con này thì bộ ghế của nó thì cũng không còn, nói chung là vẫn còn sử dụng được, chứ còn để mà đẹp hơn thì chúng ta lên thay bộ ghế thì nó đẹp hơn nhé bà con nhé. Nó có cái độ coi như là bạc, coi như là mòn theo thời gian rồi. Trần thì được bọc trần nỉ nguyên bản này, trần nỉ này, bọc ni lông và có hệ thống con này đã độ lên 3 dàn điều hòa rồi nhé bà con nhé. Hệ thống màn hình này cái này đều là giả nhé bà con nhé. Rất nhiều bà con cô bác là nhầm là chúng ta mua một chiếc xe bản G với bản G là nó độ cái này này. Đấy, nó gọi là nó giả, dán giả cái này và nó cả câu cả điện, phần điện nhé. Câu phần điện túi khí và ABS ở trên mặt đồng hồ ấy là bà con phải kiểm tra kỹ nhé, không có là hoàn toàn không có nhé. Và đặc biệt là chúng ta xem ở trong cái đăng kiểm xe là nó sẽ có cái phần trọng lượng của xe. Đấy. Bản di thì nó trọng lượng của nó thì nó nhẹ hơn nhé. Đấy, cỡ lốp của nó là R, như là R35 thì phải. Con này trước kia thì nó là màu xanh. Màu xanh hay màu trắng nhỉ? Con này hình như là màu trắng thì phải ạ. Con này trước kia nó là màu trắng và bây giờ nó chuyển sang màu bạc. Đấy, màu trắng của con nhé. Chúng ta đi kiểm tra cột kèo sắt xi. Nói chung là keo chỉ con này nó gọi như là lôm nhôm thôi, chứ không còn zin đâu ạ. Đấy. Xe là có sam tạo vậy bà con cô bác nhé. Chúng ta sẽ đi kiểm tra cái phần cột cho em này. Keo chỉ thì em báo là vừa báo là lôm nhôm rồi đúng không? Đấy, còn cột kèo đây. Đấy, cột kèo thì em sẽ tháo phần gioăng ra để cho bà con kiểm tra cái phần cột của nó đây. Đấy, cột kèo sắt xi của nó đây. Đó, ok, cột bên phụ nhé bà con nhé. Vâng, tiếp theo thì em đi kiểm tra cái phần cột kèo bên phụ đằng sau này. Đấy. Keo chỉ cánh này thì nó cũng còn một ít này. Keo chỉ bên cánh này còn một ít này. Từ dưới đoạn này là mất này. Đấy. Đây phần cột bên phụ đằng sau đây ạ. Em sẽ tháo hết ra. Đây cái này nó hơi mọt một tí nhé bà con nhé. Cái chỗ vấn đề mọt này thì em sẽ xử lý nhé. Em xử lý cho bà con luôn. Đấy. Cột kèo nó còn, nói chung là nó con này thì nó hơi bị mọt một tí thôi. Đấy, xe này có sao em miêu tả thế nhá. Em rất mong bà con ủng hộ ạ. Đấy, thường thường là sự thật thì hay mất lòng đúng không ạ? Các cụ có câu nói chung là cũng không có sai đâu tí nào hết. Đấy, sự thật thì hay mất lòng. Còn là em thì nói chung là xe thì có sai miêu tả vậy nên đôi khi là em cũng không bán được hàng là như vậy. Nhiều anh em nói chung là họ quảng cáo nó hay, nó tốt thì nhiều khi thì chung là cũng là cái duyên của người ta bán hàng, gặp được những khách hàng dễ tính. Còn là như em nói thật với bà con là xe có sai miêu tả thế nhá. Đấy, con này thì dịch vụ nó đổi màu, trước nó là màu trắng ra, bây giờ nó ra màu bạc. Đấy, keo chỉ gọi như lôm nhôm, đèn đóm thì nói chung là nó cũng bên mất bên còn. Như bên này còn đèn này, đấy, đèn Toyota này còn đèn này. Bên này cũng mất đèn này, đấy, bên này là đèn tàu, thay đèn tàu rồi nhá. Đấy, cái đinh bấm của nhà máy còn này. Đấy, keo chỉ của nó thì cái lắp cốp vẫn còn này. Đấy, keo chỉ lắp cốp nói chung là lôm nhôm, không phải còn nguyên bản đâu nhé bà con nhé. Nói chung là với giá tiền thì
nói chung là tiền nào của đấy đúng không bà con? Tiền nào nó của đấy thôi chứ chúng ta cũng không dám đòi hỏi nhiều cái mẫu xe giá rẻ được, đúng không ạ? Đây ạ. Về phần bên cánh lái này, keo chỉ cánh lái nói chung là cũng hầu như là mất hết cái keo chỉ bên cánh lái đằng sau rồi. Để chúng ta đi kiểm tra cái phần cột kèo sắt xi nhé. Đấy, cột kèo sắt xi của nó thì nói chung ấy là con này thì theo em đánh giá thì cột của nó thì cột kèo sắt xi của nó thì còn đẹp. Đấy. Còn nói chung là nó mất keo chỉ, xe dịch vụ taxi con này chạy khá là ẩu. Xe này thì mấy chủ chạy khá là ẩu nên là keo chỉ nó lôm nhôm hết rồi. Mục mọt thì cũng có đấy, cũng có chỗ mục mọt, tại vì là nhiều chỗ thì người ta chưa xử lý, mà bên em xe mới về ngày dịp Tết này cũng chưa có, anh em cũng chưa đi dọn dẹp gì cả nhé bà con nhé. Đây về phần hệ thống tắp ly cánh bên ghế lái này. Đấy, keo chỉ tắp ly cánh này chung là cũng lôm nhôm rồi, chứ nó không còn gì 100% đâu ạ. Cột kèo sắt xi thì nói chung là bên em cam kết cho bà con là cột kèo sắt xi không vấn đề gì. Còn keo chỉ nói chung là xe dịch vụ thì mà bạn di nữa. Đấy, đời sâu như này nữa thì nói chung là nó cũng không tránh được. Đây, bây giờ đây bà con này. Đây một điều bà con có thể rất là nhiều bà con có thể sai ở cái vấn đề mà chúng ta đi mua một chiếc xe bạn đủ với bạn thiếu nhé. Đấy, bà con có thể nhìn thấy không? Nói chung là đây cũng gọi là một cái chút kinh nghiệm, gọi như là một cái chút em chia sẻ với bà con, cô bác chưa biết thôi. Còn em cũng chưa là gì trong cái giới xe cũ, chưa là gì để mà biết sành sỏi về xe. Đấy, gọi như là em cũng có một chút kinh nghiệm. Đây ạ, bà con nhìn người ôm quả bóng không? Và cái chữ đỏ nổi lên chữ ABS này không? Đây là câu điện nhé bà con nhá. Đấy, bà con có thể kiểm tra bằng cách ấy. Kiểm tra bằng cách là chúng ta sẽ mở máy ra là và xem hệ thống máy nó có hệ thống phanh ABS không nhá. Đấy, đúng ra nếu một chiếc xe nó bản đủ nó có phanh túi khí ấy, thì là khi mà chúng ta mở máy lên thì nó sẽ hiện lên và nó sẽ ABS nó sẽ nó tắt trước túi khí tầm khoảng vài giây đấy. Nó sẽ hiện lên nhưng nó sẽ mất nhé, chứ nó không còn nguyên như này đâu. Đây thì lúc nào nó cũng còn. Đấy, còn nguyên luôn, không mất. Đó, và một vấn đề nữa là nó mất đều hai cái nó mất đều luôn. Đây chúng ta sẽ kiểm tra phanh ABS luôn. Đây em sẽ mở luôn cho bà con các bác xem luôn. Đấy cũng là một cái kinh nghiệm để chúng ta mua xe nếu chúng ta không mượn thợ. Còn là nói chung là bà con mua xe cũ thì nói chung là cũng với cái số tiền tầm khoảng vài trăm triệu là một cả vấn đề rồi. Cũng là một cái gia tài, một cái gia tài để cho mà cả một gia đình ấy, đúng không ạ? Đây, vâng ạ. Đây bà con nhé. Đấy, cái phần máy đấy ạ. Đây bà con kiểm tra nếu mà một chiếc xe bản đủ nó có sẽ có cụ phanh ABS nhé bà con nhé. Đấy, nhưng mà con này hoàn toàn không có luôn. Hoàn toàn không có bà con nhé. Đấy, chứng tỏ là một chiếc xe bản di, đúng không ạ? Bản di. Hoàn toàn không có. Máy nổ đấy ạ. Máy Innova thì lúc đầu nổ lên thì nó sẽ ổn hơn và tầm khoảng vài giây, vài phút, tầm khoảng mất tầm 2-3 phút thì máy sẽ ổn định lại, nó sẽ kêu nhỏ đi một tí nhá bà con nhé. Đấy ạ. Vâng ạ, vừa rồi thì em trên đường ô tô cũ vừa lên sóng cho toàn thể bà con cô bác chuẩn xem một mẫu xe Toyota Innova đời 2008 bản di nâng nhé bà con nhé. Bản di lân G 2008 với động cơ máy 2.0 số sàn, giá là 198 triệu đồng. Bà con cô bác mình quan tâm đến mẫu xe này liên hệ trực tiếp với Thiên Đường Ô Tô Cũ qua số điện thoại là 0394 652 688 nhé. Vâng ạ, rất cảm ơn bà con cô bác anh chị bạn đã luôn đồng hành ủng hộ cho Thiên Đường Ô Tô Cũ trong suốt thời gian vừa qua. Xin kính chúc tất cả quý bà con cô bác anh chị bạn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc, làm ăn thì gặp nhiều may mắn nhé.
xin chào và xin hẹn gặp lại bà con cô bác cho bạn trong cái mẫu video lần sau ạ.